Bước sang năm 2024, Bitcoin bứt phá lên ngưỡng 45.000 đô la Mỹ. Nhiều dự báo tự tin BTC có thể chạm đỉnh 100.000 đô la Mỹ trong thời gian tới. Sau một tuần không có nhiều biến động mạnh khi thị trường phương Tây có kỳ nghỉ lễ dài ngày, sáng nay 2 tháng 1, Bitcoin bất ngờ bật tăng mạnh mẽ và cán qua mốc 45.000 đô la Mỹ. Cả thị trường tiền ảo lập tức tràn ngập trong sắc xanh. Điều này cho thấy trạng thái tâm lý hưng phấn của giới đầu tư vẫn tiếp tục được duy trì khi bước sang năm mới. Chỉ 3 tháng cuối năm 2023, Bitcoin bật lên mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng 152% trong năm. Bước phục hồi này được xem là khả quan sau một năm 2022 đầy khó khăn với hàng loạt cú sập. Nhiều chuyên gia cũng tin vào một tương lai khả quan cho BTC khi rất nhiều tin tích cực có thể diễn ra trong năm này. Hai sự kiện lớn nhất phải kể tới là Halving Bitcoin diễn ra 4 năm một lần và hạn xét duyệt các quỹ Bitcoin ETF đang đến sát gần. Dựa trên hai yếu tố này, nhà quản lý quỹ Mark Mobius dự báo Bitcoin có thể tiến lên vùng 60.000 đô la Mỹ ngay trong năm nay. Hồi năm 2022, ông đã dự đoán chính xác tiền số này sẽ giảm còn 20.000 đô la Mỹ khi nó vẫn đang giao dịch trên 28.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản kỹ thuật số hàng đầu châu Âu CoinShares dự báo giá 80.000 đô la Mỹ nếu có khoảng 3 tỷ đô la Mỹ rót vào thị trường để thúc đẩy lực mua. Thậm chí Carol Alexander, giáo sư tài chính của Đại học Sussex, Anh và ngân hàng Standard Chartered đều cùng chung nhận định Bitcoin sẽ đạt 100.000 đô la Mỹ trong năm nay.